Xin chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khoa Audio, kênh chuyên về âm thanh bài thân cổ. Và trong clip ngày hôm nay, tôi giới thiệu đến anh em một con âm ly đèn đến từ thương hiệu Pilot. Thì đây cũng là cái sản phẩm chủ lực mà Khoa đã bán trong nhiều năm vừa qua. Thì cái con này cũng đã có nhiều trên kênh YouTube của Khôi. Thì hôm nay Khôi sẽ giới thiệu chi tiết một cái con âm ly mới về anh em nhé. Thì nói sơ một chút xíu để anh em nào chưa chơi, chưa bao giờ biết tới cái hàng này, cũng biết hàng Pilot thì cũng ra đời cùng với các cái thương hiệu Hitachi Zincode hay là Eco hay là Fisher tại Mỹ vào những cái thập niên 50 và 60. Thì nó sẽ có dòng bán dẫn và đèn. Tuy nhiên đèn thì nó là chủ lực và nổi tiếng hơn, nó cũng giống như bên Hitachi hay là Eco hay là gì đó. Thì cái con này nó sẽ đối tác cho rất nhiều loa cổ, kể 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 trong đó có thể kể tới là JBL 100 Century đến được, hoặc là đến R2. Chỉ có những cái loa công suất lớn á, thì nó không có đánh nổi thôi. Và có một điều đặc biệt nữa là cái dòng Pilot thì nó công suất của nó sẽ tốt hơn các cái dòng Hitachi hay là Scott ha. Nên anh em nào mà những cái cặp loa mà thiên về nhẹ trầm thì cũng xem con này, vì nó sẽ phục vụ tốt cái đôi loa của anh em. Rồi con này tôi sẽ quay anh em rất là đẹp anh em ha. Các cái núm màu vàng, mặt màu vàng, cái viền thì nói rõ với anh em luôn là cái này này nó bị chóc, bị chày ha, nên mình xi lại nói rõ anh em nha. Còn cái mặt này là mặt zin, mặt này không thể làm được đó. Nhìn nghiêng là nó là mặt phay anh em nha đó. Ok chưa? Rồi thì đơn giản và đẹp anh em. Thì các cái dụng cụ này thì nó chỉnh bát chép hai tầng anh em nha. Đây nè, hai tầng này đó, bát chép hai tầng, volume thì một ha. Rồi cái công tắc nguồn thì ở bên này là có, nó có hai núm này, ở bên CT này, CT mono ha, bên này là volume on off này đó anh em này. Đó, nó rõ vậy để anh em yên tâm để biết sử dụng nha. Đây cái vỏ này thì mình đóng anh em nha, nhưng mà đóng rất là đẹp và chuẩn chỉnh anh em. Anh em nhìn cái viền này rất là to, rất đẹp ha. Thì cái con này nó cũng có vỏ sắt và có chân ở dưới, thì nếu anh em không thích thì anh em có thể lấy ra, tí có lấy ra cho anh em cùng xem. Nên là mình có nhiều cái phương án lựa chọn, rất là đẹp anh em ha, rất là đẹp, rất là tuyệt vời đó. Thì tôi sẽ tháo ra thì anh em sẽ xem rõ hơn anh em nha. Đây này anh em nhìn này, đèn 120 công suất nguồn tới công suất tiêu thụ tới 125W ha. Nên nó khá lớn, đánh được nhiều loa. Rồi thì con này đánh kể cả loa Mỹ, loa Âu, là gì cũng đánh được anh em nhé. Rồi bây giờ con sẽ lấy nó ra rồi mình sẽ xem được cái ruột gan bên trong. Đây nó có cái vỏ sắt này anh em, vỏ sắt này đó, anh em cùng xem ốc ốc Mỹ ha. Đó, vỏ sắt của nó là như vậy. Rồi thì cái chỗ này bị chày này, bị chày để nó dán keo lại để mình tránh cái trường hợp chày, nhưng mà nó vẫn chày nè. Rồi vì cái viền này như cô nói là viền mình si á, chạy phía trong thì không có đề gì ha. Rồi rồi thì cái ruột gan nó còn rất là sáng nữa nè, rất là sáng ha. Nó vẫn còn những cái chỗ bụi thì mình gửi máy đi để làm vỏ này nha, nhưng mà tương đối đẹp. Thì chủ yếu là phần máy móc nó hoạt động, cho bên trong thì đồ cổ thì mình không quá đặt nặng vấn đề này nha. Theo cô là nói như vậy. Rồi ok, nói về cấu hình bóng này thì chạy bóng nguồn là Z34 này, bát tư Mỹ ha. Rồi bốn cái công suất là L84, cái mã nó L84 và hiện tại thì nó đang là bóng Dumont thế này, Dumont ha, Dumont khá nổi tiếng luôn. Rồi và chạy trong này tất cả bóng rề là 12-7 này, 12-7 là 5 cây ha. Thì trong đó có hai cây Pilot này, hai cây Pilot cũng là Mỹ anh em nhé, nhưng mà nó có logo Pilot thì mình nói rõ logo Pilot. Hai cây này là cây Mỹ Electric ha, còn một cây này là cây mất chữ rồi, mất chữ, nhưng mà đây mất chữ, nhưng mà khôi nhìn cái logo của nó thì nó cũng là bóng Mỹ thôi nha. Rồi thì tóm lại là một cấu hình bóng thì ok đó nè, vì cái con này nó hợp với cái bóng đu mốt lắm. Anh em có thể cắm Sylvania, cắm RCA hay là cắm Pilot thì tất cả nó cũng đều là bóng Mỹ hết nha. Còn nếu như mà muốn thay đổi, có nghĩa là làm mới cái chất âm của nó, nên có thể cắm Tili hoặc Mula, thì tùy theo cái sở thích mọi người nha. Rồi
đó, thì còn thêm một phần nữa là tủ tiền ở bên dưới, thì Khôi sẽ đặt lại cho anh em cùng xem luôn ha. Với tình hóa
khúc Trữ Tình của Lê Hiếu này, buồn lâu quá rồi không có nghe, thì hôm nay nghe lại cũng rất là hay, những cái giai điệu rất là trong trẻo và cái chất giọng trầm ấm của ca sĩ nên rất là hợp với đèn với tenor này. Rồi thì đó là cái cảm nhận của Khôi thôi, còn mọi người thì sẽ có một cái cách chơi, cách cảm nhận khác nhau ha. Anh em nào thấy hợp tai, thấy hợp gu thì ủng hộ cho Khôi. Thì con âm ly đèn này có cái giá cũng rất là tốt hơn những cái con trước nha. Thì Khôi như Khôi chia sẻ là mỗi lần ship về thì nó sẽ có một cái mức giá khác nhau, một cái tình trạng khác nhau, và nên là cái con này có cái giá rẻ hơn anh em, thì nó vẫn đâu đó lân quân 20 triệu thôi. Anh em nào mà trong tầm chơi đủ tài chính thì alo cho Khôi trực tiếp để cùng giao lưu. Vì âm ly đèn nên anh em nào chưa rõ thì cứ mình nhận alo ha, đừng ngại gì hết. Rồi mua hàng thì chuyển khoản hoặc cốt 30% đều được. Anh em đã tin tưởng thì chuyển khoản cho nó mau lẹ, còn cốt thì mình phải tốn thêm khoản phí thu hộ, nhưng Khôi không bao ship, còn chuyển khoản thì bao ship. Ở Sài Gòn thì anh em ghé lấy hoặc cho địa chỉ mang tới cũng đều được anh em nhé. Rồi nhớ đăng ký kênh cũng như bật chuông để theo dõi và nhận được nhiều cái sản phẩm mới nhất mà Khôi sẽ đăng tải ngay. Khôi xin phép tạm dừng ở đây.